Xin chào tất cả quý vị và các bạn Xin chúc cho cả nhà một buổi tối thật là vui vẻ nha Chiều giờ quý vị có cảm thấy trong người nó bức xúc không quý vị Nhất là hôm nay là mùng 1 Mùng 1 tháng 10 đầu tháng rồi mà ngày hôm nay Phong nhận được khá là nhiều cuộc điện thoại à, Không biết là mấy anh chị đó cứ ngại cái điều gì Nó là đừng có ghi âm nha Nhưng mà thật sự cái phong cách của mình hồi giờ không có ghi âm Chỉ có lên uh, trên mạng chia sẻ và nghe uh, khán giả họ chia sẻ lại thôi thưa quý vị Đó chính là Bà con ngày hôm nay bức xúc khá là nhiều Bà con hôm nay bức xúc thật sự rất là nhiều luôn Nó là có nhiều người nói rằng là mặc dù hôm nay là mùng 1 Họ muốn có một cái gì đó để mà gọi như là lắng lòng mình lại Nhưng mà có lẽ là chỉ một phút giận dữ thôi mà đốt, đốt cháy cả một rừng công đức là chỗ đó thôi quý vị Tôi biết là khán giả cảm thấy khá là bức xúc và khá là phẫn nộ trong sự việc lần này Nhưng mà ở đâu đó chúng ta cần có một cái thái độ nó hoàn toàn khác so với cái sự việc lần này Để mà thay đổi cái cách tiếp cận của mình đi. À thay vì quý vị và các bạn giận dữ, sáng nay tôi cảm thấy là cũng hơi bị khó chịu một tí chứ không phải nếu mà nói rằng cái cảm xúc của mình nó không chi phối thì không có. Nha, nếu mà nói cảm xúc chi phối thì không phải là không 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 đúng. Vẫn bị cảm xúc chi phối. Nhưng mà ở đó mình biết được rằng là tại vì sao họ lại đi tới những cái nước đó. Thì bây giờ xin thưa là có thể nhìn vào cái sự việc này nó như sau thưa quý vị đó chính là ngay từ đầu khi mà cái nước cờ Diễm My được đưa ra đó Thì người ta nghĩ rằng có thể tận dụng được cái nước cờ đó Nhưng mà không ngờ rằng vấp phải một cái khối đa tảng quá lớn từ phía gia đình của ông Thắng và bà Mai Cho nên bây giờ mới còn hằng hà xa số những con người, những cái vệ tinh xung quanh Vẫn đang từng ngày từng giờ lên tiếng và bao biện cho việc làm đó Lấy cái đoạn ghi âm của người ta ra trích xuất ra để mà nói thế này thế kia Rồi để quý vị và các bạn xem sau ngày hôm nay thì sẽ xem đồng loạt tất cả các kênh sóng vệ tinh bên đó. Người ta lại một lần nữa người ta lên tiếng và người ta nói rằng à, nào là thầy pháp tâm thông minh quá, thầy pháp tâm giỏi quá, thầy có thể nói những lời như vậy. Tôi vào tôi xem qua một lượt các cái comment ở trên đó. Tôi thấy được rõ vấn đề này. Người ta có một sự so sánh khá là nhiều. Nhưng tôi không quan trọng về vấn đề so sánh đó. Tôi chỉ quan trọng một vấn đề rằng dù cho những người bên trong tà am kia có diễn bất kỳ một vở kịch nào đi chăng nữa thì chắc chắn một điều rằng tất cả khán giả của những người đang muốn đi tìm cái sự thật này và đang bốc mẻ cái sự thật này ra cho cộng đồng biết họ sẽ không dễ gì mất mưu của các anh đâu cái mưu ở đây là gì thưa quý vị đó chính là cái ý đồ mà vốn dĩ bà trang ta bà ấy nói trong cái video clip gần đây nhất của bà ấy đó là những người kia họ quyết tâm là không có để cái câu chuyện và vấn đề chính trị nó ảnh hưởng đến cái câu chuyện lần này nhưng xin thưa tôi thấy nó khá là giống với những cái hoạt động mà diễn biến hòa bình ở đây thưa quý vị bởi vì sao cái mưu đồ của ông ấy khi không sử dụng được cái quân cờ diễm my rồi thì buộc lòng phải có một cái phương án b để mà thay thế cho sự việc lần này đó chính là hết dựa vào phụ nữ thì dù gì diễm my cũng phải chịu trách nhiệm vì cô ta đủ tuổi rồi còn bây giờ khi mà cái phương án đó đưa ra không tạo được sức ép cho gia đình, không tạo được áp lực cho xã hội đủ lớn, đủ mạnh. Lúc đầu có thể là khán giả họ sẽ cảm thấy rất là bức xúc, rất là bực mình về vấn đề đó. Nhưng mà dần dà đến thời điểm hiện tại thì xin thưa quý vị và các bạn là cái câu chuyện của Jimmy dường như người ta đã quên mất rồi. Người ta đã quên mất rồi, người ta quên thật sự luôn rồi, chứ không phải là người ta còn nhớ gì đến cái điểm đó nữa. Mà ở đây họ chỉ nhớ đến một điều là cái video clip vào 10 giờ sáng ngày hôm nay. Nhớ đến cái điểm này. Và hãy xem, hết phụ nữ đến trẻ em và họ biết những cái đối tượng này là những cái đối tượng cực kỳ nhạy cảm trong xã hội và sẽ rất là khó để mà cơ quan chức năng vào cuộc. Thế tôi hỏi, giả sử như cái sự việc lần này à nó có ảnh hưởng nó có liên quan gì đó thì những người phải chịu trách nhiệm là ai? Có phải là những người có cái mối quan hệ trực tiếp với cái cậu bé này hay không? Thế thì cậu bé này trên danh nghĩa những cái tờ giấy chứng sinh đó thì có phải là có người mẹ của cậu bé này? Thế quý vị thấy có cái gì liên quan tới bản thân của những người đàn ông ở bên trong kia hay không thưa quý vị? Sức dài vai rộng là như thế hay sao? Bản lĩnh của đàn ông là nó ở chỗ đó hay sao thưa quý vị? Thế mà rất nhiều cô, rất nhiều bà, à, rất nhiều chị bên ngoài kia Vẫn thần tượng từng ngày từng giờ và nghĩ rằng đây là một nơi tu tập rất là tốt Để rồi họ mang vào trong đó một cái hình ảnh Một cái hình tượng nghĩ rằng ờ các thầy soái ca thời hiện đại, thời 4.0 Mơ đi quý vị Mơ đi, bởi vì sao như vậy? Hãy xem cái mưu đồ của họ ở đằng sau cái sự việc lần này Đó chính là họ đang muốn kích động lên cho xã hội chúng ta Tạo nên một cái sự bức xúc trong dư luận Thế thì cái việc này nó tạo ra cái điều gì? Nó giúp cho người ta thấy được cái điều gì? Thứ nhất Một cái mưu đồ mà một cái mưu đồ được xem như là nó nhãn tiền Và nó theo đúng như những cái diễn tiến hòa bình nó xảy ra từ trước tới giờ Họ xích động xã hội lên làm gì? Họ đẩy dư luận lên cao trào để làm gì? Đó là họ muốn Tất cả những người Phật tử thuần thành nhất, tất cả những người yêu mến đạo Phật, kể cả trong và ngoài nước, họ bắt đầu họ thấy cái sự việc này, họ không thể nào chấp nhận được. Vậy thì theo đúng cái diễn tiến tâm lý khi không chấp nhận được quý vị sẽ làm gì? À, ngoài cái chuyện mà viết đơn thư để mà gửi lên xin thưa, ngày hôm nay cũng có rất nhiều khán giả họ gọi điện tới cho tới các cái trang báo, ví dụ như là vẻ đẹp Phật pháp, hoặc là trang báo của chùa Giác Ngộ hoặc là những cái nơi nào họ cần đặt cái niềm tin để họ gọi tới họ chia sẻ về cái vấn đề cái góc nhìn của họ trong sự việc lần này thì ở đằng sau đó họ muốn tạo nên một cái sự xích động khi những phật tử đó họ cảm thấy rằng tôi không được thỏa mãn cái tâm lý của tôi ở chỗ là tại vì sao lại để cho đạo phật bị họ mang ra họ phỉ bán như vậy thì chuyện gì xảy ra thưa quý vị chắc chắn là họ sẽ tìm mọi cách để họ đẩy cho họ chấm ngòi cho cái ngọn lửa này nó bùng phát lên chấm ngòi cho nó bùng phát lên và khi nó bùng phát lên rồi á thì họ được cái thế rồi thưa quý vị họ được cái thế đó để họ lợi dụng cái câu chuyện của phật giáo câu chuyện của tôn giáo họ đẩy nó lên thành một cao trào đó là nếu tôi đặt giả sử là nếu cái sự việc đó nó xảy ra nhưng mà tôi tin chắc chắn một điều rằng tất cả khán giả của các anh em ở đây à, kể cả khán giả của phan phong cũng như một số kênh sống của anh em sẽ luôn luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh trong sự việc lần này mặc dù biết là quý vị sốt ruột đó à biết là quý vị rất là bực mình đó nhưng mà không sao quý vị hãy nén cái cảm xúc đó lại bởi vì chúng ta còn một cái phương án hai thưa quý vị đây mới là cái phương án tinh tế và phương án hay này cái phương án thứ hai chúng ta sẽ không làm gì cả chúng ta sẽ ngồi chúng ta nhìn họ diễn vỗ tay cho họ diễn bởi vì sao cái ý đồ thứ hai của họ là họ tạo nên một cái sự bức xúc trong dư luận mà khi dư luận bức xúc mà không được cơ quan chức năng không được giáo hội phật giáo việt nam cũng giống như không được các cái cơ quan đoàn thể cơ quan chức trách có nhiệm vụ họ xử lý và giải quyết một cách nhanh chóng, thì khi đó nó sẽ tạo ra một cái phản ứng phản ứng rất là ngược, cái tác dụng rất là ngược. Đó là gì thưa quý vị? Dần già khi đưa ra cái câu chuyện này mấy tháng trước rồi không thấy, đưa ra cái câu chuyện này gần một năm trước rồi cũng không thấy xử lý. Mặc dù họ đã lên tiếng, họ làm tất cả các cái việc làm của họ rồi. Thế thì về lâu về dài, dần già, thì kể cả những người phật tử, kể cả những người dân bình thường nhất có thể mà quan tâm đến sự việc này, họ sẽ có một cái tác dụng ngược đó là họ không còn tin tưởng vào cơ quan chức năng nữa không còn tin tưởng vào chính quyền nữa thế đến khi nào mà trong đầu quý vị nó xuất phát và nó nảy sinh ra cái ý tưởng đó thì xin thưa quý vị chính cái thời điểm đó là cái thời điểm mà những người bên trong cái tà am kia họ đạt được cái kế hoạch và đạt được cái mục đích của họ họ đang muốn điều đó xảy ra đó chính là muốn chúng ta phải làm như thế nào đó mất đi cái niềm tin vào cái chính quyền hiện tại của chúng ta đó mới là cái tiêu chí hàng đầu của họ Chứ không phải đưa lên để công kích một mình cá nhân của thầy Thích Nhật Từ Nó phải mượn cái tính chất bắt cầu như vậy thưa quý vị Đúng không nào? Khi chúng ta bức xúc, chúng ta không được giải quyết À, thì người ta sẽ tìm mọi cách để người ta đẩy lên cao trào Chích thêm một tí, cứ một tí, một tí vào trong đó Đệm thêm, đến khi người dân cảm thấy rằng Ô, tôi đang rất là bất mãn, tại vì sao? Tôi đọc rất là nhiều comment tại vì sao tính đến thời điểm hiện tại đã một năm trôi qua rồi mà cơ quan chức năng vẫn chưa hề có bất kỳ một cái sự lên tiếng nào tôi xin thưa chúng ta chưa thấy ư ừ, chúng ta chưa thấy họ đã đi đến cái bước đường cùng này rồi hay sao thưa quý vị ai nói rằng cơ quan chức năng và ai nói rằng chính quyền họ không làm mà tôi là người đã theo sát cái sự việc này và cực kỳ đứng ra để mà lên tiếng nó cả một năm nay rồi thì ít nhất cái người mà thấm nhất thì phải là chính bản thân của chúng tôi nhưng anh em vẫn giữ cho mình một cái trạng thái rất là điềm tĩnh nữa quý vị trạng thái rất là điềm tĩnh và chỉ mong một điều rằng á, là họ cứ diễn đi quý vị chúng tôi không dễ mất mưu và mong là quý khán giả của chúng tôi cũng không mất mưu điều đó đừng bao giờ đặt một cái tư tưởng và một cái suy nghĩ rằng cơ quan chức năng họ không làm gì cả để cho họ lộng hành như vậy và cũng đừng bao giờ nảy sinh một cái cái tư tưởng rằng ờ à, cơ quan chức năng họ biết hay sao đó rồi để thêm những cái vệ tinh xung quanh kia kìa từng ngày từng giờ nó chăm ngòi vào nó kêu đó thấy chưa pháp tâm nói đúng rồi cho nên là không ai lên tiếng cơ quan chức năng à, họ có làm gì sai đâu mà cơ quan chức năng ngồi yên như vậy không làm gì cả quý vị thấy chưa nó kích từng cái mũi cái mũi từ phía tà am nó kích vào cái mũi từ phía bên ngoài cái cộng đồng chống phá bên ngoài nó kích vào nữa hai cái mũi này nó gặp lại nhau nó tạo nên một cái sự bùng phát cộng thêm nữa là dư luận ở bên trong nước nếu mà dư luận trong nước không giữ được một cái đầu lạnh thì ngay và luôn cái sự việc này bung bét rồi quý vị. Và khi sự việc này bung bét ra, cái dở là cái dở gì nhất? Có phải là khi đó là chúng ta tự mình mình rơi vào trong một cái bẫy tâm lý do chính mình tạo ra. Cái bẫy tâm lý thôi. À, họ biết là họ sai, giống như một con thú hoang nó đang dãy đành đạch trước khi nó lìa đời thì bây giờ nó phải tìm mọi cách nào đó nó câu kéo thêm những người nào đó liên quan với nó. Nhưng mà xin thưa qua được mắt ai thưa quý vị qua được mắt ai cứ diễn đi và cứ để cho những kẻ cuồng tín nhất có thể từng ngày từng giờ lên tiếng nói rằng thầy pháp tâm nói hay quá rồi trời ơi cô ngưỡng mộ con quá thì họ chỉ đủ cái tầm để mà nghe cái lời chia sẻ của một đứa bé bắt buổi chưa sạch thôi thưa quý vị chứ họ không đủ tầm và không đủ trình để ngồi nghe chúng ta chia sẻ hai cái level nó hoàn toàn khác nhau thưa quý vị và đúng như cái câu ông bà xưa nói Đó chính là ngưu thì tầm ngưu Mà mã thì tầm mã thôi thưa quý vị Nó không vượt qua được cái tư tưởng Ít ngồi đáy giếng đâu quý vị Chỉ thấy bầu trời nó bao nhiêu đó thôi Chứ còn cao như thế nào, rộng như thế nào Thì không hề hay biết Cho nên mong là quý vị và các bạn Cứ hãy bình tĩnh Cứ hãy điềm tĩnh và vui lên nhất có thể Bởi vì sao? Tôi đang cổ vũ và cổ suý cho họ làm Thật sự luôn phải dùng thêm cái từ cổ suý Cứ làm đi Bởi vì sao? anh làm càng nhiều thì cái khả năng anh rút lui ra khỏi cái sự việc này nó càng thấp. Và cái số ngày mà anh được nhìn thấy cái bầu trời nó trong xanh và nó đẹp đẽ như vậy và anh còn nhìn được khán giả của anh thấy được những cái dòng comment của khán giả của các anh dường như nó càng thu hẹp so với cái tần suất mà các anh ra video clip. Cứ lên đi, cứ nói càng nhiều vào, nói nhiều vào chừng nào tốt chừng đó hãy đưa thêm những nhân chứng cụ thể hôm nay là pháp tâm ngày mai hãy đưa nghi tâm à rồi hãy đưa cái gì tâm đó tại vì tôi không khe tôi không quan tâm cho nên tôi không nhớ tên hết mấy đứa nhỏ quý vị thông cảm nha phong à, xin lỗi à, ông ông vân và xin lỗi luôn hai cậu nguyên kia bởi vì tôi không nhớ tên của mấy người con cháu của các ông trong đó thông cảm à, tôi thành thật xin lỗi về điều này à, chứ còn nếu mà nghĩ đến cái câu chuyện mà nói rằng ám chỉ ở trong đó là bảo là thầy thích nhật từ phải đến xin lỗi thì tôi xin thưa mơ đi bởi vì sao? Vốn dĩ họ là những người chân tu Họ sẽ không đi sân si mấy cái chuyện đơn giản như vậy đâu thưa quý vị Đó là cái cái chuyện nó rõ rành rành Và nó rõ nhất có thể Nó sẽ minh chứng cho chúng ta thấy Cái kế hoạch của họ nó sẽ lụi bại trong nay mai Bởi vì sao? Nó đã đi quá xa rồi rồi những tưởng rằng là không có ai quan tâm hết Nhưng mà xin thưa là được quan tâm và được chăm sóc cực kỳ kỹ lưỡng Cho nên quý vị cứ bình tĩnh đi à, Tôi biết là quý vị rất là bực mình Nhưng lúc này bực làm gì quý vị chúng ta phải chờ xem là kịch vui họ còn diễn được tới đâu chứ vì tôi nghĩ rằng tôi đánh giá không cao giai đoạn trước thì còn đánh giá cao chứ giai đoạn này thì đánh giá không cao bởi vì cái trình độ và cái khả năng diễn xuất của họ nó càng ngày nó càng giảm sút rồi và tôi chỉ thấy ở trong đó bây giờ à, những người kia thì vẫn tung hô là các thầy này cô nọ nhưng mà tôi thấy nguyên một cái đám rùa thưa quý vị và cần phải bảo tồn cái loài động vật quý hiếm này vì ở trong đó hiện tại đang nuôi rất là nhiều rùa mà bởi vì chỉ cần một tiếng động thôi thì bọn chỉ còn thấy cái mai thôi chứ không thấy cái đầu đâu hết không có thấy cái đầu đâu hết trơn quý vị nó rụt ở đâu hết trơn hết rồi bình thường còn thấy cái đầu nha. chứ rồi là chỉ còn thấy có cái mai thôi không thấy cái đầu nữa nguyên một đám rùa rụt cổ trong đó đàn ông mà lấy những người phụ nữ ra để chịu trách nhiệm kể cả mẹ của pháp tâm khi có vấn đề gì thì người mẹ sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm quý vị thấy không ạ à? đâu có anh hùng như quý vị nghĩ đâu đâu có quân tử như quý vị nghĩ đâu và đâu có phải là quan minh chính đại như quý vị nghĩ đâu chứ để cho họ diễn đi quý vị họ diễn càng nhiều thì đi nó càng lâu chứ quý vị và càng nhanh thôi. Nên tôi mong là quý vị hiểu cho điều này. Còn bây giờ xin phép quý vị à, tốn thời gian quý vị là tôi không muốn lấy nhiều quá nhiều thời gian của quý vị. À, gần 14 phút rồi. Xin chúc cho quý vị và các bạn một buổi tối thật là ngon giấc và chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tôi rất mong nhận được những cái comment của quý vị để xem cái góc nhìn của quý vị nó có tương đồng với tôi và có cái điểm nào nó hay hơn nữa hay không để tôi phân tích cùng khán giả. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ạ.